chào Minh Dự, xin hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Xin được giới thiệu hai khách mời đặc biệt của chương trình, ca sĩ Quang Hùng Master D cùng với diễn viên người mẫu Tôn Kinh Lâm. Xin mời. Chào em gái, trời ơi dễ thương. Giới thiệu Hùng xong cái dẫn luôn bạn gái đi theo hả em hả? Hay sao? À, chắc bé bẻn lẻn. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau làm quen với hai đội chơi nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tôn Kinh Lâm. Năm nay mình 25 tuổi, công việc hiện tại của mình là diễn viên tự do. Ủa, khoan, đi xin việc hay gì mà giới thiệu tuổi luôn, xong giới thiệu số đo 3 dòng luôn. Thôi, không tập trung, chứ MC không tập trung được anh ạ. Trời vậy, anh rất là bình tĩnh luôn á, còn em? À, xin chào anh Minh, cũng như là chương trình, em tên là Trọng. Em là sinh viên. Yeah. Trọng là tự trọng hay là như thế nào Trọng? Trọng là đức cao vọng trọng. À, chức cao vọng trọng nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đến với chương trình này thì mình có trang bị những cái kiến thức, những cái kỹ năng về an toàn giao thông hay không? Em trang bị sơ sơ, em dành ra một tuần lễ để em học, em ôn thôi. Sơ sơ là một tuần nha, chứ Tôn Kinh Lâm đâu dành ngày nào ra học đó. Đúng không em? Anh nói chỉ có chuẩn. Anh nói chỉ có chuẩn. Thôi quay qua bên đây thử xem là trai xinh gái đẹp nữa. Giới thiệu một tí xíu về bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả nhé, xin mời. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Lê Trung Nguyên, hiện em đang làm mẫu ảnh và mẫu sàn tự do. Không biết là em có hay tham gia game show không? Dạ cũng có. Dạ, những cái game show khác mình tham gia nó có khác gì với cái game show lần này không? Dạ, những game show trước là về tình yêu thôi, còn game show lần này là về giao thông. Dạ, vậy mà là đi với một chàng trai đẹp trai như Quang Hùng ở đây, em thấy thì sao? Trời, mỗi lần gái bẻn lẹn cái dáng tóc à? À, là ngại đó em à, thấy ngại. Bây giờ thấy Quang Hùng dán tóc là thấy mệt nè. Mời Quang Hùng, bạn có thể gửi lời chào đến với tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người, mình là tên Quang Hùng Master D. Và hiện tại mình đang là ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Đội của mình tên gì? Nếu như mà chương trình về tên là Về Nhà Đi Ăn thì đội của em tên là Vâng Anh Về Liền. Hợp lý luôn, rất là dễ thương, coi như trả lời với chương trình đúng không? Rồi, đội của mình tên gì ạ? Còn nếu mà cái tên Về Nhà Đi Ăn thì em nghĩ là tên của em là Về Nhà Đi Em. Về nhà đi em. Em ơi, ảnh hỏi kìa, em có đồng ý không? Dạ không. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng mơ?